Xin chào các bạn, hôm nay thế giới xe bông kích.com xin giới thiệu với các bạn quy trình lắp đặt dòng xe ô tô điện trẻ em 656R. Đây là một trong những dòng xe mẫu mới của Mini Cooper, thiết kế rất đơn giản nhưng mà sang trọng, phù hợp với cả bé trai và bé gái. Đầu tiên là các bạn xuyên cái trục vào hai động cơ phía sau nhé. Đây các bạn lưu ý là bốn bánh của xe nhé, thì là hai bánh này là hai bánh sau này. Đấy. Bánh trước thì nó cái màn hình dung là cái nốt cái vành năm cánh này thì là trông nó sâu hơn. Đấy. Các bạn tiến hành xuyên cái trục để cắm vô lăng này. Vít ốc cái trục ngang này. Các bạn lưu ý là dòng xe 656R này thì lắp bánh rất là dễ. Nó tất cả những cái dòng của Chinoco thì lắp đều giống nhau. Khi mà các bạn cho bánh vào thì các bạn chỉ cần ấn cái nút ở giữa bánh là được. Và khi nhả ra thì nó sẽ ngậm vào cái chốt này, đấy, cái xe này thì không cần phải ốc nữa. Chinoco là một trong những cái thương hiệu hàng đầu về xe điện trẻ em. Thiết kế rất là đẹp, lắp dễ. Sau khi mà ta lắp 4 bánh xong rồi thì các bạn lật xe lên và tiếp tiến hành lắp đặt thêm các bộ phận phía trên, bao gồm vô lăng này, chắn gió này, ghế. Các bạn lưu ý là khi lắp vô lăng thì các bạn cài cái dây này và cài theo đúng chiều của nó nhé. Sau đó thì xuyên vào trục. Lưu ý là trục này có lỗ. Cái lỗ này phải khít với cái lỗ của vô lăng thì các bạn mới xuyên ốc qua được. Và bây giờ thì tiến hành ghế, lắp ghế. Ghế thì nó gồm hai phần. Cái phần mặt ghế ngồi và phần tựa lưng nó tách rời nhau. Thì các bạn ghép lại với nhau, sau đó thì fit ốc hai bên. Đây và ba cái miếng này thì các bạn sẽ lần lượt lắp vào phía đằng sau ghế và hai bên. Cái này thì rất là đơn giản, nó là dạng lẫy thôi, các bạn bóp chặt thì nó sẽ vào lẫy.